Minh Phát bên chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021. Và hiện tại, vàng thế giới đang ở quanh mức 1880,7 đô la Mỹ. Trong phiên hôm nay, vàng thế giới đã tăng 0,02%. Mức giao dịch thấp nhất trong ngày hôm nay 1875 đô la Mỹ và cao nhất là 1887 đô la Mỹ một ounce. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang đứng tại mức 89,902 điểm, trong phiên đã giảm 0,14%. Các bạn thân mến, trong phiên giao dịch hôm nay ngày thứ hai, 24 tháng 5, mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng của tuần trước và tiến sát vùng kháng cự tâm lý 1900 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, giá vàng đã hạ nhiệt đôi chút vào thời điểm cuối buổi chiều ngày hôm nay. Cập nhật cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, hợp đồng tương lai vàng giao tháng 6 năm 2021 được giao dịch trên sàn COMEX New York đã tăng nhẹ 0,03% lên mức 1881,5 đô la Mỹ. Trên thị trường giao ngay, giá vàng định ở mức 1883,6 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng đã tăng lên khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu cùng giảm. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn của Mỹ đã lùi về mức là 1,615%. Thị trường vàng được hỗ trợ mạnh bởi tâm lý lo ngại rủi ro trước sự biến động lớn của chứng khoán và tiền ảo trong tuần trước. Giá Bitcoin liên tục ghi nhận các bước giảm mạnh rồi hồi phục, nhưng vẫn thấp hơn gần 40% giá trị so với mức đỉnh được ghi nhận vào hồi giữa tháng 4. Vào hôm thứ Sáu, quỹ tín thác vàng hàng đầu thế giới SPR tiếp tục mua thêm 5,83 tấn vàng. Quỹ ETF này đã trở lại mua dòng sau khi đã bán liên tục vào tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Ở tại thị trường trong nước, giá vàng SJC chốt phiên ngày hôm nay ghi nhận mức giảm từ 30 cho đến 80 nghìn đồng lượng. Giá vàng SJC hiện đang ở mức 56.050.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán 56.400.000 đồng lượng, giảm 30 nghìn đồng lượng ở chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 80 nghìn đồng lượng. Vàng PNG ở cả hai thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội điều chỉnh giảm 50 nghìn đồng lượng ở chiều mua và chiều bán giảm 70 nghìn đồng lượng. Hiện đang niêm yết ở mức giá 56.050.000 đồng lượng và 56.380.000 đồng lượng. Trong khi đó, giá vàng nữ trang, vàng nhẫn bố số 9 ghi nhận mức tăng 200.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Hiện đang niêm yết quanh mức giá 52.800.000 đồng lượng và 53.400.000 đồng lượng. Sau đây, mời các bạn cùng Minh Phát cập nhật giá vàng trong nước tại thời điểm cuối ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.050.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng, giảm 30.000 đồng lượng chiều mua và 80.000 đồng lượng chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.050.000 đồng lượng, bán ra 56.420.000 đồng lượng, giảm 30.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 80.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 350.000 đồng lượng. Vàng Doji tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.060.000 đồng lượng, bán ra 56.340.000 đồng lượng, giảm 40.000 đồng lượng chiều mua và 160.000 đồng lượng chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.100.000 đồng lượng, bán ra 56.450.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng chiều mua và giảm 50.000 đồng lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 300 cho đến 350.000 đồng lượng. Vàng PNG tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.050.000 đồng lượng, bán ra 56.380.000 đồng lượng, giảm 50.000 đồng lượng chiều mua và 70.000 đồng lượng chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.050.000 đồng lượng, bán ra 56.380.000 đồng lượng, cũng giảm 50.000 đồng lượng chiều mua và chiều bán điều chỉnh giảm 70.000 đồng lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 330.000 đồng lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.040.000 đồng lượng, bán ra 56.400.000 đồng lượng, giảm 80.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng Eximbank, mua vào 56.020.000 đồng lượng, bán ra 56.220.000 đồng lượng, giảm 80.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng ACB, mua vào 56.100.000 đồng lượng, bán ra 56.350.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại ngân hàng SCB,
mua vào 56 triệu 100 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 300 nghìn đồng lượng, giảm 100 nghìn đồng lượng ở chiều mua và 200 nghìn đồng lượng chiều bán. Tại ngân hàng TP Bank Gold, mua vào 56 triệu 100 nghìn đồng lượng, bán ra 56 triệu 450 nghìn đồng lượng, tăng 50 nghìn đồng lượng chiều mua và giảm 50 nghìn đồng lượng chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm ở cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua điều chỉnh giảm 30.000 đồng lượng, còn ở chiều bán giảm 80.000 đồng lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá niêm yết từ 56.020.000 đồng lượng đến 56.070.000 đồng lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 56.400.000 đồng lượng đến 56.450.000 đồng lượng. Giá vàng mua số 9 vàng nữ trang SJC. Nhận mua số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 52 triệu 800 nghìn đồng lượng, bán ra 53 triệu 400 nghìn đồng lượng, tăng 200 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang mua số 9, mua vào 52 triệu 400 nghìn đồng lượng, bán ra 53 triệu 100 nghìn đồng lượng, tăng 200 nghìn đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K, mua vào 51 triệu 574 nghìn đồng lượng, bán ra 52 triệu 574 nghìn đồng lượng, tăng 198.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K mua vào 37.979.000 đồng lượng, bán ra 39.979.000 đồng lượng, tăng 150.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K mua vào 29.110.000 đồng lượng, bán ra 31.110.000 đồng lượng, tăng 116.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 20.295.000 đồng lượng, bán ra 22 triệu 295 nghìn đồng lượng, tăng 83 nghìn đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, tuần trước vàng tăng giá là nhờ đồng đô la Mỹ yếu hơn. Đồng đô la Mỹ hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng so với đồng euro. Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đang dao động ở quanh mức là 90 điểm. Đồng đô la Mỹ giảm do áp lực lạm phát tại Mỹ tăng, nhưng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vẫn duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng. Bên cạnh đó, các đồng tiền ảo liên tục rơi tự do, các loại tiền kỹ thuật số lao dốc không phanh, nhiều nhà đầu tư rời bỏ tiền điện tử để chuyển sang các kênh đầu tư an toàn hơn, trong đó có vàng. Các nhà đầu tư cân nhắc về việc nền kinh tế gấp rút mở cửa trở lại trước vấn đề áp lực lạm phát gia tăng do giá hàng hóa tăng cao. Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát nên các nhà đầu tư lại đổ tiền vào vàng. Giới phân tích cho rằng lưu ý thị trường vàng đã có phản ứng đối với báo cáo CPI của Mỹ và nội dung trong biên bản cuộc họp của Fed mới được công bố ngày 19 tháng 5. Qua đó, trong phiên cuối tuần trước, giá vàng đã giảm nhẹ, nhưng điều đó không làm lệch đi xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh và sức mạnh của vàng trong hiện tại. Các bạn thân mến, giá vàng thế giới đã bất ngờ giảm nhẹ vào cuối buổi chiều ngày hôm nay, qua đó đã kéo theo giá vàng SJC trong nước giảm theo. Mặc dù trước đó mở phiên tuần, giá vàng đã theo xu hướng tăng tốt của tuần trước ở quanh mức là 1.883 đô la Mỹ. Thiết nghĩ vào phiên Mỹ tối nay, giá vàng sẽ có biến động mạnh và giới đầu tư chú ý đến động thái của các quỹ giao dịch vàng. Thị trường đang kỳ vọng vàng sẽ tăng qua mức tâm lý là 1.900 đô la Mỹ một ounce trong tuần này. Liệu điều đó có trở thành hiện thực hay không? Các bạn nhớ hãy đón xem các bản tin được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của Minh Phát nhé. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ hai ngày 24 tháng 5 năm 2021, trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này và chúc các bạn buổi tối sức khỏe và tràn ngập niềm vui bên người thân và gia đình. Các bạn cũng đừng quên là nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.